Xin chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh của Thành Lợi TV. Hiện tại Lai đang có mặt tại Tích Thiện, Trà Ôn để chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn một câu chuyện vô cùng bức xúc của một người phụ nữ ham mê nhậu nhẹt, bỏ con cái và theo trai cả nhà. Và cũng như cái người phụ nữ này đã theo người đàn ông cũng đã có gia đình. Và hôm nay thì Lợi có nhận cuộc gọi từ phía gia đình của chị ruột và mẹ ruột của chị này để lên chia sẻ và mong muốn tìm cái chị Tú này về nhận nuôi hai các con và để giải quyết cái chuyện gia đình. Thì cha mẹ của chị này cũng đã lên tiếng tố cáo con mình đã phá vỡ hạnh phúc của người ta. Thì cái câu chuyện như sau thì lời mời cả nhà cùng theo Lợi để gặp trực tiếp về cái hoàn cảnh này nha. Xin kính chào quý vị khán giả. Thì hôm nay có một cái trường hợp là mẹ bỏ đi theo trai rồi bỏ lại cho con ở nhà cho bà ngoại nuôi, rồi cùng thêm một cái người chị khờ. Thì hôm nay thì có mặt chị gái ở đây thì cũng có thể chia sẻ cụ thể cho quý vị khán giả nha. Thì em chào chị. Chị có thể chia sẻ chị tên gì cũng như là hôm nay chị nhờ tụi em giúp như thế nào, chị có thể chia sẻ giúp em ha. Em tên Nhung. Dạ. Giờ mẹ nó bỏ đi theo người ta vậy đó. Mà bỏ cho mẹ em nuôi rồi khi nhỏ nó bệnh nữa. Mà nó đi nó không có biết đường về luôn. Nó đi 3-4 tháng trời mẹ em nuôi nhỏ lúc chưa biết đi tới giờ đó. Mà nó đi theo người ta cho vợ người ta xuống tới nhà bên chồng của đó tìm chồng nó luôn. Rồi ra cho gia đình ta tan nát, vợ sắp ly dị luôn rồi. Có nghĩa là em của chị bây giờ hiện lại cặp một người đàn ông có vợ luôn, rồi người ta xuống quậy, rồi nói chung là tan nát gia đình bên kia luôn. Đó. Tức là người ta xuống người ta nói chuyện với chồng của nó thôi. Chứ người ta không có quậy. Nhưng mà là cho thằng chồng của cái chị đó đó, cái người mà con nhỏ em nó đi theo đó, cho quýnh đập vợ con ta cho anh á. Gia đình ta giờ sắp đi hôn luôn rồi. Trời đất ơi. Rồi cái câu chuyện nó như thế nào? Hồi xưa là cái lúc mà cái câu chuyện lúc ban đầu mà chưa đi với người đó là như thế nào? Cái đứa con, tức là lúc mà nó chưa đi em á, gái chị thứ mấy? Dạ thứ năm. Tên gì? Nó tên Tú. Nhiêu tuổi rồi? Nó tuổi con mèo đó, 36-37 tuổi. Gì rồi cái lúc mà nó còn ở bên chồng, nó nói là nó đi, nó gửi con cho mẹ em đặng nó đi làm ăn. Rồi mẹ em bà cũng tin chứ bà đâu có biết gì đâu. Rồi cái xong cái nó đi đặng nó đi mua chuối với chồng nó đó. Rồi cuối cùng cái nó về bển, cái nó không đi, cái nó lo nó đi chơi, nó đi ăn nhậu không à. Là chị Tú này là hiện tại còn chồng chưa thôi luôn hả? Dạ đúng. Rồi xong rồi cái nó đi nhậu không à. Rồi cái xong cái đầu cái nó giao con cho mẹ em, cái bắt đầu mấy chị em mới kêu giờ trả con lại cho nó đi. Bây giờ để cho nó đi vậy rồi mơ mốt tan nát gia đình nó. Cái đầu ôm con đi về bển cho đã, cái đầu cái cuối cùng nó cũng không làm ăn nữa. Rồi bắt đầu nó qua nó giao con cho mẹ em nữa, cái đầu nó nói nó đi mằng công ty công gì đó. Rồi bắt đầu nó đi theo thằng đó luôn. Bao nhiêu năm rồi? Tới hiện tại là đi bao nhiêu rồi? Cỡ khoảng mấy tháng rồi. Mấy tháng hả? Chưa biết đi mà giờ nó chạy rồi. Dạ. Rồi bỏ nhà gì rồi cho bà ngoại lo vậy ha. Bà ngoại còn phải nuôi một cái người con thờ. Tâm thần nữa. Rồi bây giờ là tới ngày hôm nay thì có liên hệ gì với gia đình không? Tức là nó có điện về nó hỏi thăm vậy thôi. Chứ không chịu về lo cho con là để cho ngoại nuôi vậy rồi không lo gì hết ha. Nó điện về nó hỏi thăm, còn mấy chị em là tất cả là mọi người là nó chặn cuộc gọi hết luôn. Dạ cái hình chị coi cho em coi cái hình đi. Nè, nó đi theo cái thằng này nè. Dạ. Là nhỏ đó bệnh tâm thần. Anh này chị có biết tên không? Em không biết tên đó. Là hiện tại có vợ luôn. Có vợ ở luôn. Ở đâu? Thì tôi ở đâu? Bây giờ ở đâu? À, cái thằng này nó ở đâu ở trên, em không có biết là nó bên Bình Minh hay là ở đâu em không biết nữa. Không rành. Khu vực Trà Ôn ha? Dạ, không, khu vực trên Bình Minh chánh á. Bình Minh chánh ha. Dạ. Rồi chị gái này có chồng là ở đâu? Có, nó có chồng ở bên Cái Côn bên á. Cái Côn. Cái đó có Côn mẹ. Ở bên Lục Sĩ Thành. Lục Sĩ Thành á. Của Trà Ôn luôn ha. Dạ. Ngang cái trường học mà trên Dàm Văn Trang chút đó. Dạ. Mỹ Lợi á. Nó gạt mẹ em á, nó nói này nó kia, bả nghe bả đâu có biết gì đâu. Mà cuối cùng giờ bể ra chuyện vậy nè. Em chị gạt hay sao? Em gạt mẹ em nói nó đi mằng ăn chứ thật chất nó đi theo thằng này nè. Sao chị biết nó đi theo người đó? Tức là vợ người ta xuống tới nhà. Rồi thằng chồng nó đã biết lâu rồi nhưng mà thằng chồng nó nhịn. Tức là thằng chồng nó cũng để cho qua chuyện để cho gia đình im ắng đó. Để cho là nuôi cái con đó nè. Mà cuối cùng nó đi theo thằng này luôn. Tức là thằng chồng nó đã biết nó quen thằng này luôn. Ai cũng có vợ, ai cũng có chồng. Ai có vợ có chồng chứ không có người nào độc thân hết á.
Và hiện tại thì người chồng của chị này là có xuống đây thăm đồ không hay là dạ có, nó cũng đi mua chuối vậy đó mà nó không có thời gian, nhiều khi nó cũng thất nghiệp nữa rồi nhiều khi không có tiền rồi nó đâu có xuống đâu. Nó xuống nó cũng cho được 100 ngoài mua đồ ăn vậy đó. Tại vì bên kia nó còn lo một đứa con bự nữa, còn thêm bà già bà nội của nó 90 mấy tuổi nữa. Rồi anh nghĩ thì mình ơn nó sao gồng gánh nổi đó, trời đó mà. Tại nó khốn thằng vậy nè. Tại em thấy trên Tú thì có đăng tải cái cảm xúc mấy ngày nay là nói là mẹ sẽ cố gắng sẽ lo cho con, quan tâm dữ lắm mà sao nó chỉ nói như vậy thôi, nó qua mặt dữ lắm. Con nhỏ này nó dốc nó láo dữ lắm nè. Em nói thiệt luôn, nó nói dốc để nó gạt mẹ em không à, chứ nó không có qua mặt được gia đình em chứ. Rồi cô hiện tại là cô có làm dốc gì lắm. Không mà học điều với mần bọc, học điều vậy rồi bỏ đi vậy, không phụ vậy trơn rồi đi theo trai vậy ha. Tôi mà thấy vậy đó. Lúc trước là chị đó làm bằng công ty hay sao chị? Chị nó nói là nó đi làm công ty nhưng mà thật chất là nó không có là làm công ty. Nó đi theo cái thằng này. Chiều nay mới có một điều là tại vì gia đình bên chồng của bên vợ của anh này cũng có qua tìm tìm gia đình ha. Dạ. Nhưng mà không có quậy ha, người ta không, tìm ta không có quậy, người ta nói chuyện đàng hoàng lắm. Dạ. Trời đất ơi. Đây là những... có vợ có chồng hết trơn mà làm vậy. Mà con cái nên con nhiêu nhóc vậy. Bé lớn là nhiêu tuổi chị? Con nhỏ này hả? Dạ. Nhỏ này 11 tuổi. 11 tuổi ha. Còn học còn con học bé không? Nhỏ còn học không? Dạ có, em nó ở với em. Dạ. Rồi mẹ em mình ơn bả sao gồng gánh hết. Dạ. Rồi em mới bắt nhỏ này đi về bển thì lo cơm nước vậy thôi. Dạ. Chỉ với tiền ăn đi học vậy đó. Ở đây là nhà của mẹ chị, còn chị không phải ở đây. Em thì ở đậu bên ngoài. À. Nhà ngoại. Dạ. Dạ. Đất từ đất của ngoại mất cái mẹ của cô ha. Dạ. Rồi, nhưng mà cũng ở đậu. Dạ. Trời đất ơi, đi về rồi bỏ con nhân giao con lên cho bà ngoại nuôi vậy. Bà ngoại giờ lớn tuổi rồi. Mà trước khi đi thì nói với bà ngoại là đi về bên chồng làm ăn ha. Nó đi làm. Mới đầu thì nó nói là nó làm, nó đi theo thằng chồng nó để mua chuối. Ừ. Rồi bắt đầu thì ở đây thì em mấy nói mà đi mua chuối thì thôi, để con nhỏ bự để tao lo. Còn con nhỏ này thì để cho mẹ em giữ. Ừ. Đó. Mình cũng tin nó. Cuối cùng nó đi về bển đã đời rồi, nó ăn nó lo, nó ăn nó nhậu không à. Rồi cuối cùng cái thấy Tú, nó Tú ăn nhậu chơi luôn, dạ nó trời nó nhậu dữ lắm. Trời ơi. Rồi bắt đầu rồi thấy vậy rồi chị ba của em á với em đầu nào mới kêu mẹ em thôi trả về bển đi. Ừ. Kêu nó đi về bển luôn. Bắt đầu nó qua đây là nó ở với mẹ em là có khoảng 20 ngày rồi, nó dặn chồng nó mới đuổi nó ôm con về bển để cho nó hàng gắn lại với gia đình nó. Cuối cùng cái nó cũng bỏ nó đi luôn đó. Ừ. Trời, hai đứa con mà nhậu dữ lắm hả? Nhậu dữ lắm, nhậu luôn. Vợ chồng không nói gì sao? Trời ơi trời, em nói anh thằng đó nó hiền dữ lắm luôn. Nó nhìn cái con nhỏ này để vì con nó không con đó. Dạ. Nói chung là chồng trời biết luôn chứ không phải không biết. Thằng chồng nó biết, nó quen cái thằng này luôn. Nhưng mà thằng chồng nó bỏ qua hết tất cả luôn. Và để cho nó cơ hội để nó quay đầu về. Là mà nó cuối cùng nó không quay, nó đi qua tới đây nó nói chuyện với mẹ em, với chị em rồi luôn nè. Nó nói em cho vợ em cơ hội từ đây tới Tết. Nếu như vợ em không quay đầu về là em sẽ ly dị. Tết này hả chị? Dạ đúng rồi, mà cuối cùng rồi bể ra là cái thằng vợ ta xuống tìm tới nhà luôn. Xuống tìm nhà luôn. Dạ. Nó vậy đó. Vậy là chính xác luôn rồi còn gì nữa. Đó. Thì bên vợ của anh mới cũng... đầu thì em cũng nghi thôi, nhưng mà em không có biết chính xác là nó quen cái thằng này. Dạ. Nhưng mà thằng chồng nó đã biết từ lâu rồi. Biết quen với ông này luôn, dạ. Anh này luôn. Dạ đúng. À. Nó đã, nó còn lấy cái Zalo của thằng này điện về cho con gái lớn của cái thằng chồng đó nữa. Dạ. Anh coi cái động trời không? Mà cái gì? Người nào cũng không có trách nhiệm. Biết chứ. Làm nghề gì không chị? Anh đi thằng này em nghĩ nó, em dạ, nghe nói dạ là nó đi chỉ bằng mướn bằng thuê ăn thôi. À. Đi giữ vườn cho người ta đó. Em chỉ nghe nói vậy đó. Chứ mình không có biết là nó mặn cái gì này kia, mình em không biết. Người nào cũng không có trách nhiệm hết trơn, hai cặp này đúng có kết hợp với nhau cũng không có được cái gì hết. Được gì đâu mà con người, cái nhà, có hai đứa con, vợ, người chồng, người cũng có vợ chồng hết trơn, có con cái riêng hết trơn mà đi kiểu này. Hồi đó em cho nó chiếc xe để nó đi mua đồ gãy á, để cho nó mằng ăn mua bán để cho con nó này kia. Cuối cùng cái nó lấy xe nó đi chơi không. Rồi các đầu thằng chồng em á, thằng chồng của nó á, mới nói với em á, thôi giờ á, chị bây giờ chị nói với nó để chị lấy chiếc xe lại đi để mai mốt nó chở con nhỏ này ăn nhậu say xé nữa. Rồi em mới nói hồi đó tao cho mày chiếc xe để mày, bây giờ mày không biết lo làm ăn mày trả xe lại cho tao. Khi nào mày quay đầu về đi rồi tao đưa cho mày chiếc xe. Rồi cuối cùng anh biết không, rồi cái nó trả xe cho em rồi nó cuốn đồ nó đi luôn. Anh coi nó vậy đó. Giống như là chồng nó muốn là để cho nó ở nhà đó. Giống như là cho nó tha thứ cho nó đó. Biết hết rồi đó, thằng chồng nó biết nó quen thằng này nè để tha thứ cho nó. Là vợ đúng. Vợ của cái thanh niên này nè, kiếm về tới nhà đây gặp hay là kiếm về nhà chồng? Bên nhà của thằng chồng của trời con nhỏ này ơi, tức là đi qua tới nhà luôn. À, tới nhà này luôn. Dạ, tới nhà luôn, nó tìm tới nhà luôn. Lúc trước là vợ của thanh niên này tưởng đâu
con nhỏ này là em của chị là Vũ đi phải không? Dạ. Hay là sao? Em không biết. À, ý là Vũ tính suy nghĩ gì đó. Dạ. Tao tìm qua. Tao tìm qua nhưng mà ai ngờ là hai người này cũng thông đồng với nhau. Là em nghe thằng chồng của con nhỏ này nói là nó quen thằng này là mấy tháng rồi. Dạ. Nó quen lâu rồi. Trời ơi. Tức là nó quen lâu lắm rồi. Kêu nó ghen từ bỏ đây đi. Tại vì đó em cũng nghi là nó có bồ thôi chứ mình không có biết là chính xác là nó quen cái thằng này. Dạ. Đó. Mà thằng chồng nó kể với em á là nó quen thằng này lâu rồi, em đã biết rồi. Nhưng mà tại em nhịn. Em nhịn để cho nó ở đây nó lo con nó này kia. Dạ. Mà cuối cùng nó không biết quay đầu nó đi luôn. Bởi vậy chồng cũng tha thứ rồi nói vậy. Thằng này nó tha thứ cho con nhỏ này biết bao nhiêu lần rồi nè. Tức là nó dặn lên là nó đi. Úp hình nó xuống. Là nhiều lần rồi. Nhiều lần rồi đó. Dạ nhiều lần rồi nhưng mà lần này là nó đi luôn đó. Dạ. Nó đi rồi nó về, nó đi rồi nó về, nó làm hoài vậy. Điện được không? Liên hệ được không? Mẹ em là điện được cho nó thôi chứ ngoài ra là không ai điện được chứ. Điện rồi nói thì sao? Anh nói làm sao? Ý là điện rồi nó trả lời làm sao? Tức là hôm qua em điện cho nó, em nói mày làm cái gì mà để cho vợ người ta xuống tới nhà. Ừ. Cái nó nói kệ nó chứ. Kệ con nhỏ đó chứ, nó còn nói với em vậy nữa đó. Em nói mày ngộ quá, từ bữa giờ mày đi mấy tháng trời mày ở trên chợ ôn mày không về thăm con mày. Ừ. Mà mày để cho người ta xuống tao quýnh ghen rồi hai đứa bay dắt lên Bình Dương đúng không? Ừ. Em nói vậy luôn đó. Cái nó tắt máy em một cái gụp luôn. Rồi nó chặn Facebook em đồ này kia nọ, cái em mới vô cái trang Facebook của nó, em vô cái trang đó em nhắn tin cho nó. Rồi xong rồi nó còn nói là cái chuyện của em không có cần chị mà can thiệp vô. Rồi đất ơi. Nó còn nói với em vậy nữa. 30 mấy tuổi đời mà hai đứa con mày. Mà anh coi nó ngu không? 36 hả? Như nhức hình này như đang làm công ty gỗ hay sao? Em không biết công cái tấm hình nó chụp hồi nào. Dạ, tại Thắng đi đăng 3 ngày trước á. Dạ, chị nói chỉ đăng vậy thôi nhưng mà em cô không dám chắc là nó bằng công ty hay là gì em không biết. Tức là nó mới lên Bình Dương đây 2-3 ngày thôi. Dạ, mà còn đi chung với thanh niên đó. Đúng rồi, nó còn đi chung với thằng này nè. Đi chung luôn ha. Dạ, tại vì vợ người ta xuống đây cách đây có 2-3 ngày à. Dạ. Là người ta nói là hai đứa kéo nhau lên Bình Dương rồi. Giữa chị này với chồng của mình nó có cự cãi hay là như thế nào không mà tự nhiên bỏ đi ngang vậy kìa. Em nghĩ chắc cái tính nhỏ này là nó chửi chồng nó không. Dạ. Em thấy nó chửi chồng nó không. Chồng hiền. Nó hiền. Dạ. Thằng kia nó ít có khi nào mà nó kiếm chuyện lắm. Dạ. Nó lo mà ngăn lắm. Lúc trước thì chị này có lo cho con cái rồi không? Nó ở nhà em thấy nó cũng không có lo cái gì trơn á. Nó bỏ con nhỏ em nói nheo nhóc kia đó. Nó ăn rồi nó nằm không à. Ăn nằm rồi nhậu ăn rồi chơi. Nằm rồi nhậu vậy đó. Để ngoại vậy á. Quăng vô ngoại thôi. Em nói anh ở bên nhà bển nha. Mà thằng chồng nó đi mua chuối về muốn chết vậy đó. Bài xong nhậu rồi còn chưa dẹp nữa đó. Nó ăn nó nhậu xong nó xách xe đi là còn nguyên sòng nhậu luôn. Mà tức là mình nói không là mình không có tin thằng chồng nó điện Zalo cho em. Là bắt đầu là gọi ngay cái bàn nhậu luôn. Trời là cho em thấy là chị em không có nói dốc đâu. Tại vì quá trời quá đất gì. Hai đứa con này cũng phải nó nhậu đâu quậy luôn hả? Đập đồ luôn, quậy luôn. Trời ơi. Nó đập đồ luôn. Em không có nói gian luôn đó. Thằng chồng nó mà yêu cầu nín thì thôi mà lên tiếng một hồi chén bát đồ này kia nọ là bay với xong hết. Trời đất ơi. Đập tan nát luôn. Nhậu mà có tính xấu nữa hả? Dạ. Gái mà nè con bé này nè. Em hỏi nhiều khi nó qua đây chơi cái em hỏi nó mẹ với ba con bên bển có gây lộn không? Cái nó nói con ở trong buồng á con không biết gây lộn hay không, con coi điện thoại mà sao mà tới chừng con đi ra tới chiếc đũa mà còn gãy nó đó mẹ Nhung. Trời là ơi. Là chén bát đồ này kia nọ là bể hết trơn luôn. Biết. Con bé này nè. Ở đây là xin nói đến cho quý vị biết là đây là chị ruột. Chị ruột luôn nha anh dạ. Của Tú á. Chị ruột và mẹ ruột đang lên tiếng cho nên lên tiếng. Cái ngày hôm nay thì chị mới lên tìm em của mình và nói những cái điều này ha, người trong gia đình thân thiết luôn á. Thì cho thấy là Tú người là không có trách nhiệm. Ăn đâu, nhậu rồi không lo con thu cái thu rồi để cho mẹ mình vậy nè. Người nuôi chứ đi. Em cũng đâu có muốn đưa hình nó lên mạng chi cho xấu hổ gia đình. Yeah. Quá bức xúc rồi hả chị? Quá bức xúc mới nói ha. Yeah. Có đẻ con ra chơi cho đã rồi bỏ con cho ngoại nuôi. Bây giờ cô là cao mặt điều hàng ngày ha. Chứ đâu có đi đâu nữa ha. Thì cao mặt điều giữ cháu được chứ đâu đi đâu làm công ty được. Chứ mẹ em ba cũng bệnh trong mình hoài đó. Cô 5 tuổi rồi đâu có làm công ty được. Phút tuổi rồi. Bị bệnh mỡ máu gì dò cắn gì nhức mỏi tùm lum nha. Dạ. Rồi bye bye. Có chị đi mặt điều tới vừa tới đưa cô luôn nè. Còn một cô còn nuôi một cái người chị đó là nhiêu tuổi? Nhỏ chị thờ. Năm nay cũng ba mấy. Ba mấy tuổi ha, chị của Tú hả? Em ha. Dạ em mình hồi 505 tới giờ. Vậy là ôm hiện tại nuôi ba người luôn được. Dạ. Hồi 505 năm nay 23 rồi. Có một mình thằng già mà nuôi tới ba người. Cô có tâm sự với Tú khi mà gọi về là cô Tú có nói gì với cô không? Nó không có nói gì với cô, nó hôn mày cái tiền gì với chứ nó không có gì.
Kiểu có hỏi đi chung với thằng thanh niên vậy không? Không hỏi luôn hả? Là bỏ con không đi. Tại vì anh biết sao không? Nó cứng đầu lắm. Mẹ em mà ai mà nói gì ra là nó nạt nước trên đầu. Nó không phải như người ta. Phải biết nghe và biết suy nghĩ thì nó đâu có bỏ con nó đi vậy đâu. Hai vợ chồng kết hôn lâu chưa? Nhỏ nó uống sữa bịch không à? Yeah. Hai chồng kết hôn lâu chưa rồi giờ sẽ gây tới. Con bé này 11 tuổi rồi nè. Yeah. Có làm đám này đàng hoàng gì không dạ, chị? Có. Vẫn làm đám mình có. Đúng con có giấy tờ kết hôn gì không? Dạ. Có giấy tờ hôn thú luôn đàng hoàng nè. Dạ. Rồi đi kiểu này là vi phạm luật hôn nhân nữa đó. Đó. Hai bên luôn á. Thì đó. Dạ. Bên kia chị cho biết là mấy đứa con rồi? Em không có biết. Không hỏi ha. Không, em không hỏi. Bây giờ hai gia đình là tan nát hết trơn. Tan nát hết trơn. Bên hai bên luôn cả nhà. Mà bên chồng của Tú là người ta còn cho cơ hội này nọ nữa. Dạ. Nhưng mà làm quá trời luôn. Cũng đi làm cực khổ. Rồi giờ bỏ đi về nè. Bỏ tay luôn rồi. Dạ. Không biết suy nghĩ. Mẹ mình ở đậu không thấy sao mà đi đi bỏ như vậy. Mới đầu nó đi nó gửi về được có 800 ngàn à. Mà có chừng một tháng mấy gì đó. Mà mẹ em nấu dữ lắm là nó mới gửi về được 800 ngàn. Rồi bắt đầu cái đâu cách đây cỡ khoảng chừng tháng cái gì nè. Yeah. Mẹ em mới nói trời giờ nhà tao không giờ không còn đồng bạc nào chứ mua sữa cho con mày hết trơn. Giờ mày không gửi tiền tao cho nó uống nước cơm mà. Đi học nữa chứ. Dạ. Yeah. Rồi đi học nữa. Dạ, yeah. Còn bé này đi học nữa. Dạ. Yeah. Mà nó không gửi cái đầu nấu dữ lắm là dữ lắm cái nó mới gửi về được hình như 3 triệu. 3 triệu. 3 triệu mà mẹ em mua đồ ăn thiếu ta gà trả cái hết mẹ nó rồi. Bao lâu mới gửi gì một lần chị? Mấy tháng rồi. Mấy tháng mà gửi được 800 ngàn hả? Dạ. Trời nó đi mà nó đi có một tháng mấy, hai tháng nó mới gửi về được 800 ngàn. Trời. Rồi cách đây có một tháng, tháng mấy gì đó là mẹ em bả la quá trời luôn. Là nó mới gửi về được 3 triệu. Cái này thấy chơi trường hợp này. Rồi mình có sao thì mình nói như vậy. Gặp lý là đời 3 triệu đâu có đủ. Dạ. Mà nhỏ này đi uống sữa phụng thôi mà. Nhiều khi anh biết không, nó ăn đâu có gì ăn đâu, ăn nước tương, mẹ em trang nước tương vô rồi ăn. Tiền đi học rồi tập tiền sách. Tiền đi học của con bé này là tập sách là nhiêu tiền con? À, đợt đó em mua, ba nó kêu em mua giùm là 1 triệu mấy đó. 1 triệu mấy ha. Dạ, thì ba cũng lo phụ. Ba tủ trường luôn rồi, có 1 triệu mấy ha. Dạ. Là tiền đồ đạc, đồ cặp sách đồ luôn ha. Không, tiền quần áo là riêng nữa đó. Dạ, bé là... nhóc nhỏ này là có đi học chưa? Không, dạ chưa. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Bé này 11 tuổi rồi. Bé nhỏ. Bé nhỏ này tuổi mấy, 2 tuổi gì mấy vậy? Tuổi mấy à. Vậy là chưa có đi học được. Bỏ này mấy tháng rồi. Bỏ hồi đó chưa biết đi, mà giờ nó biết chạy rồi. 8 tháng gì rồi. Tức là lúc trước là nó có gửi nhưng mà nó kiểu nó cũng qua lại đó. Dạ. Nhưng mà là sữa sùng nhiều khi nó không đưa cho đó, nữa. Dạ. Không cho sữa nữa. Dạ. Ừ. Lúc trước là Tú này là làm công ty nào chị? Rồi sao đó mới đi nó làm công ty trái cây á. Em nghe thằng chồng nó nói là nó làm công ty trái cây ở đâu trên Bình Minh á. Dạ. Là nó mới gặp cái thằng này nè. À, làm chung hay gì? Hay em không biết làm chung hay không nhưng mà con vợ của cái thằng này nè là làm chung với con nhỏ này. À. Đó mà không rồi vợ nó nói là không biết làm sao mà nè, con nhỏ này quen được với thằng chồng chồng nó. Làm chung hết luôn. Dạ. Ba người làm chung hết luôn. Em không biết cái thằng chồng này nó không biết có làm chung hay không. Ừ. Nhưng mà con vợ nói là con Tú em của em á với cái chị đó là hai người làm chung với nhau. À. Mà khi mà vợ của cái thằng đi theo Tú này là à, vợ phơi bên kia người ta phát hiện là cái gì nó còn tác động vật lý vợ luôn kia hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Nhưng mà cái người vợ á là kể là trước đây cũng hơi lâu rồi mấy tháng rồi là có quýnh ghen hết một lần. Ừ. Là có quay clip luôn. Là với khác hả? Dạ đúng rồi. Chứ Tú rồi luôn. Dạ đúng rồi, có quay clip luôn. Vậy không bỏ luôn. Rồi xong rồi bắt đầu á là con cái con nhỏ này nè nó kêu cái thằng đó là khi về kêu con vợ là phải xóa cái clip. Ừ. Đó. Ghê vậy? Dạ đúng rồi. Rồi cái thằng chồng nó về kêu rồi cái nhỏ này sợ quá bị đánh hay gì đó không biết xóa clip bỏ rồi. À. Đó là vậy đó. Rồi muốn ghen đó ở đâu ở trên vậy kia. Là gần đây ở gần đây chứ đâu phải Bình Dương. Không, tức là đánh ghen rồi xong rồi bỏ đi á. Xong rồi bắt đầu đi. Là hai người nắm tay mới bỏ lên trên Bình Dương. Dạ. Nếu mấy thì kết thúc là mà lên Bình Dương dạ. Lên Bình Dương ở ngay cái nhà trọ của bên vợ của cái chị này luôn. À. Đó. Vậy là mới biết gành. Dạ mới biết gành vậy. Vậy là anh là chắc với Tú chứ không biết trên đó đâu, không biết là có bà con người ta ở đây đâu. Dạ. Ừ. Em không biết nhưng mà ừ. Mà tức là cái người ở bên trên nhà trọ đó điện về cho cái chị đó hay. Dạ rồi. Nên cái chị đó chỉ mới nói là hai người ở nhà trọ cho nó. Đó là mới biết là đi Bình Dương. Dạ. Chứ mình ở đây thì mình đâu có biết nó đi đâu. Bởi vì mình đó là đi, vậy đó. Cuộc sống bây giờ thấy lạ quá ha. Có con có chồng thương nhau, có hai đứa con mà đi giờ đi gian díu người ta. Đó. Để cho tan gã tan nát hết gia đình người ta luôn. Đó anh thấy sống mắt đứt rồi. Đi khám bệnh mỗi tuần luôn. Dạ. Dạ. Nào cũng phải đi. Bây giờ tới tuổi này người ta đi kiếm tiền người ta lo cho con người ta hai đứa con rồi mà không lo trong khi chồng thì hiền biết vợ mình đã sai mà vẫn tha thứ hết lần rồi mà vẫn tái phạm. Em tha thứ cho vợ em biết nhiều lần lắm nhiều lần nhưng mà lần này nữa là em cho tới Tết thôi
mà không biết quay đầu nữa là em sẽ làm đơn ly dị. Lần này cho tới Tết thôi là bữa hổm là bữa hổm chị là có nhưng mà đi đến nhà là... chưa? Đi đến nhà dạ chưa, chưa, tức là con vợ chưa, con vợ của cái anh này là chưa xuống nhưng mà bây giờ thì em thấy nó giận lắm rồi. Giận rồi ha, dạ, chắc không được rồi. Nữa ha. Tại hổm là chưa xuống là để tìm ha, đánh để cho nó quay đầu về. Dạ. Nhưng mà không ngờ là vợ người ta sẽ tìm tới nhà, bây giờ bên chồng của nó ai cũng biết hết trơn. Đúng rồi. Lúc trước là chỉ có hai vợ chồng biết thôi, cũng nhịn. Nhưng bây giờ thì tùm lum hết trơn rồi. Bây giờ nó nói giờ em xấu hổ quá trời luôn rồi. Dạ. Em kêu á, bữa hổm em kêu giờ đưa lên YouTube đi, nó nói đưa lên sợ người ta cười chê gia đình mình. Dạ. Nó không cho em đưa lên, em đưa lén luôn đó. À. Cái này là em không cho nó biết luôn. Bỏ tay luôn. Phải đưa ra anh chứ, về chứ giờ phá nát cho tan can của người ta vậy, hai bên cũng đứa ai cái hạnh phúc đâu. Em kêu nó bây giờ không mấy là kêu mấy anh YouTube là chỉ kêu vợ của cái người đó chỉ lên tới phòng trọ luôn, mình lên tới chở mình quay nó đâu có cho em đi đâu. Nó nói hồi chị ơi để mắc cỡ dữ lắm chị ơi. Nó nói với em vậy. Thì bây giờ bên đây chị tìm em của chị thôi. Giờ của mình lo của mình đi. Đó giờ thì khổ vậy không cả nhà. Tú nhìn ba mấy tuổi mà nhìn gương mặt trẻ trẻ giống như 20. Hai đứa con mà không biết lo gì trơn, chồng thương nữa, chồng hiền chứ gặp người chồng hiền chồng hiền gặp ta là ta tìm tới luôn rồi mà lo đòn luôn. Hôm nay nó nhịn dữ lắm luôn á, cho cơ hội luôn á. Nó cho cơ hội luôn mà nó qua nó nói với em nè, rồi chị em với mấy anh em là nó nói luôn á, nó nói em cho vợ em cơ hội từ đây tới Tết, nếu như mà không về là em sẽ làm đơn như vậy. Dạ. Rồi xong rồi xích lên đây chơi đi con. Rồi xong rồi á là không ngờ vợ người ta xuống tới nhà là nó nói chuyện này là em không có tha thứ nữa. Nó nói như vậy luôn. Rồi bây giờ em muốn á, bây giờ nó phải đi về năn nỉ chồng nó để quay đầu về để làm ăn nuôi con nó. Dạ. Còn cái việc tha thứ hay không là do thằng chồng nó quyết định chứ em không có quyền. Hai vợ chồng ta quyết định. Chứ bây giờ nó về nó nói sao để là làm ăn nuôi nuôi con nó đi. Chứ giờ ngoại nuôi sao nổi nữa. Không anh nghĩ đi, vợ chồng nó là phải nuôi bà già 91 tuổi thêm một đứa con con bé bên kia nó học hình như lớp 9 là nó nhiêu tuổi ta, chứ 15 tuổi dạ đúng rồi. Thêm một đứa đó rồi giờ hai đứa này nữa, anh nghĩ mình nên nó sao nó gồng gánh nổi. Ba đứa hả? Dạ ba đứa. Trời, ba tức đứa là con... một đứa con riêng nữa, con riêng, con riêng của thằng kia thằng chồng nó là 15 tuổi đó, rồi thêm bà già 90 mấy tuổi nữa, mình nên nó mà nó gồng gánh vậy đó. Mà hai đứa này là con chung của anh kia luôn hay đúng sao? Đúng rồi, con chung. À, con hai đứa này là con chung. Dạ. Chị nói là chồng của Tú này là ở bên mép cô bên Bực Sĩ ha? Dạ. Ở lộ giữa. Qua phà tới hả? Qua phà. Ở trên Mỹ Lợi là qua là tới. Dạ. Bởi vì qua trời qua đất. Thì bây giờ chị có lời gì mà gửi đến em của chị đi. Coi có xem video rồi có về để mày lo lắng cho con của mình. Bây giờ em không muốn là bây giờ mày đi về giải quyết gia đình này đi. Mày về mày năn nỉ chồng mày lại ở nhau mình nuôi con, chứ mày đừng có đi phá hoại gia đình hạnh phúc của người ta. Mày thắt đứt vừa vừa. Ừ, con gái con có muốn mẹ về không? Lại nói chuyện nè con. Lại đây. Lại ngồi kêu mẹ về đi con. Qua đây ngồi trả lời nè nàng Hoàng. Ngồi sát vô. Ngồi bên đó. Rồi ngồi xuống đây đi. Thì con có lời gì gửi đến mẹ không không? Hả? Nó khờ lắm anh. Khờ hả? Nó khờ ịch rồi. Nhiều khi em nói chuyện hồi là nó quên hết trơn. Con nhớ mẹ con không? Nhớ mẹ không? Nhớ mẹ không? Không trả lời. Nhớ không? Giận Dương kìa. Nói. Trời ơi, không biết luôn. Bé khờ quá luôn cả nhà. Nhiều khi em nói chuyện hồi nó lớp 6 rồi. Lớp 6 mà 11 tuổi mà. Em nói chuyện hồi là anh hỏi nó lại là nó quên hết trơn à. Trời ơi. Này cũng do là một phần do mẹ không quan tâm. Ê nè, hồi đó mẹ nó quýnh nó nói anh lên bờ xuống ruộng có mặt mẹ nè, em không nói tới giờ nó khùng vậy luôn. Trời ơi. Thì thế bây giờ thì Tú có xem cái clip này thì nếu mà thương con quay về đi, quay về với gia đình của im mắm ha, năn nỉ chồng của mình, chứ giờ lầy gì cũng không hạnh phúc gì đâu, bên nào cũng đổ vỡ hết, chồng bên kia người ta kia có vợ, vợ có con cũng vậy, có rồi bên đây mình hai con rồi chồng mình thương vậy đi làm như vậy cũng không có ai có kết quả tốt hết trơn á. Nhưng thằng đàn ông thì vô trách nhiệm bỏ vợ bỏ con, người vợ mà bỏ chồng bỏ con thì cũng không có ai mà ra gì đâu. Ở cũng đâu được lâu đâu, đâu có bền đâu. Những con người kết hợp sự
gọi là không có thương nhau mà bỏ ở, con ở với nhau cũng không à. Ở nhau cũng thời gian một thời gian rồi đâu lâu lắm, được mình con mình lớn rồi giờ đi tầm 7 tầm 7 rồi có chừng đẻ nữa. Dạ, chính xác về cái phía hai người dạ, này ha dạ. À, chị xác nhận là chính xác thì mọi thông tin thì có gì người ta có thí dụ bên chồng bên vợ lên tiếng thì tụi em cũng cập nhật quay ha. Dạ. Dạ. Mà chị có cam đoan là những lời nãy giờ chị em chia sẻ đúng sạch không? Những điều em nói là chính xác 100%. Dạ. Và lời nói với chị là chị sẽ chịu trách nhiệm lời nói dạ, của mình ha. Đúng. Chúc pháp luật nha. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị rất là nhiều ha. Cô dạ hãy xin chào cô chú anh chị luôn. Chứ mà thằng chồng nó mà tới lấy hình được là anh hiểu rồi. Câu chuyện tiếp theo vậy.